chào độc giả của tạp chí Đẹp. Tôi là Nguyễn Khắc Ninh Vi. Hôm nay khách mời của chúng ta là Hoa hậu Hồ Hèn Nghê. Chào Hèn. Dạ, em xin chào chị và xin chào tất cả quý vị độc giả của tạp chí Đẹp. Bây giờ là ở ngoài trời Sài Gòn thì đang mưa. Xong rồi Hèn đến đây với lại một cái bộ dạng rất là tất tả. Hèn vừa đi làm về hả? Dạ đúng rồi, em vừa có một cái cuộc họp khá là dài với một cái dự án khá là đặc biệt, nhưng mà phải bí mật, chưa được bật mí. Mình có thể nói đại khái công việc đó, nó liên quan tới gì hay không? Như là phim ảnh hoặc là âm nhạc không? Công việc đó liên quan đến một show truyền hình thực tế. À. Dạ, nhưng mà nó hơi không phải là lĩnh vực của em nên, nhưng mà em thích. Em vẫn còn theo đuổi giấc mơ điện ảnh chứ? Dạ còn. Em là một người thích làm việc và thích cái gì mà liên quan đến thử thách, hoặc là ngày nào cũng làm việc từ sáng tới khuya vậy á. Kiểu như là, ví dụ như là lý do em thích điện ảnh là cái đầu tiên đó là vì em nghĩ là mình sẽ sống một cái nhân vật nào đó mà cuộc đời của mình chưa được sống. Cái thứ hai là mình sẽ được đi bấm máy từ sáng sớm, rồi mình được nói từ sáng sớm tới tối, rồi trong khoảng thời gian đó mình được nói chuyện với mọi người, mình được ăn uống với ekip. Tại vốn dĩ cuộc sống của em nó cô đơn khi mà về nhà rồi, nên là mỗi lần đi làm việc là em thấy em thoải mái, em nhiều năng lượng và em thấy em yêu đời nhiều hơn. Đó có phải cái chuyện mà em yêu thích công việc đó, có phải là, chị xin lỗi nhưng mà ý là kiểu một cái cách để mà mình vượt lên cái danh xưng hoa hậu của mình không? Em nghĩ là không phải như vậy. Tại vì trước khi em trở thành hoa hậu, em cũng là một cái người chăm chỉ làm việc rồi. Và đối với em là công việc là một cái điều gì đó làm cho mình cảm thấy rất là thích. Và công việc với em giúp nó thể hiện đúng hơn là giúp em vượt khó vượt nghèo, nó đúng hơn. Chứ mà danh xưng hoa hậu đâu có cho mình tiền đâu. Đâu phải là kiểu có danh xưng hoa hậu là mình có tiền trên trời rơi xuống đâu. Mình phải làm việc thì mình mới có tiền để có thể lo được những cái mong muốn của mình. Chị thì nghĩ không thể nói là danh xưng hoa hậu không mang lại tiền cho em đâu. Vì rõ ràng là có một cái danh hiệu thì mọi cơ hội, công việc, danh tiếng đến em nhiều hơn, đúng không? Dạ đúng rồi, ý là cái danh xưng đó nó sẽ cho mình công việc, chứ không phải là danh xưng đó nó có cục tiền cho mình. Ý em là như vậy á. Tức là khi mà mình có cái danh xưng đó rồi thì mọi người sẽ biết đến mình nhiều. Đó là cái may mắn lớn nhất với cái danh xưng hoa hậu. Thì mình sẽ có cơ hội va chạm được nhiều, mình có công việc, mọi người sẽ tin tưởng mình, giao phó cho mình với vai trò đại sứ ở các nhãn hàng, hoặc là mọi người book dự event, hoặc là thêm nhiều job khác nữa mà mình có thể làm. Thì cái đó là rõ ràng là đúng, là danh xưng hoa hậu cho mình những cái công việc tốt hơn với cái danh xưng đó. Nhưng mà riêng cái danh xưng đó cho, tức là mình không làm gì, cái danh thi hoa hậu xong là có cái danh xưng đó là có tiền, cái đó là không đúng, nó không hoàn toàn đúng như thế. Tại vì khi mà mình thi cái cuộc thi đó, có thể là tiền mình có là tiền thưởng thôi, nhưng mà cái tiền thưởng đó nó chỉ rơi vào đâu đó tùy theo cuộc thi. Nhưng mà mình cứ dựa vào cái tiền thưởng đó mình làm dự án xã hội rồi mình xây dựng hình ảnh cho mình thì nó lại không đủ. Bắt buộc là mình phải làm việc. Và từ những cái công việc đó là cái đam mê của mình, là cái nghề nghiệp của mình nữa. Nhân mà nói về những cái mình đã đạt được sau khi mà mình thành hoa hậu á, và linh với lại cái chuyện mà chị vừa hỏi em có còn theo đuổi cái giấc mơ điện ảnh hay không, thì không biết là em thích phim Mỹ không? Phim nào em cũng thích hết á. À đúng, em thích phim Mỹ nhiều hơn là phim tình cảm lãng mạn. Em ít khi nào xem phim Hàn Quốc lắm. Phim Mỹ, phim hành động thì em thích. Phim Mỹ cũng nhiều phim lãng mạn. Ý là phim Mỹ nó có một cái mô típ phim là phim về người hùng á. Người hùng, dạ. Một cái giấc mơ Mỹ. Nghĩa là một cái người mà from zero to hero. Dạ. Là từ không có gì và trở thành người hùng. Thì chị thấy là có thể nói là cái cuộc đời của Hen nó khá giống như cái bộ phim như vậy. Nghĩa là từ một người không có gì cả và bây giờ đã trở thành một người hùng của rất là nhiều người phụ nữ sau cái cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2018. Hen có cảm thấy mình như thế không? Em nghĩ là có rất nhiều luôn. Nếu mà nói từ lúc đầu tiên của mình, khi mà mình rời khỏi quê hương của mình tới thời điểm hiện tại thì nó khác hoàn toàn. Và đôi khi mà mình về nhà, tại vì nhà của em không có sửa nhiều, em để tất cả những cái không gian mà em từng sống từ nhỏ,
thì em hay cảm nhận lại cái khoảng thời gian đó với thời điểm hiện tại nó khác hoàn toàn và đã cho mình rất là nhiều cơ hội, nhiều may mắn và nhiều trong cái hành trình đó rõ ràng là nó có một cái sự thay đổi rất là lớn. Thay đổi lớn, có thể chị nói một cái câu đó nó cũng em thấy là từ không có gì đến có rất là nhiều thứ. Có thể thay đổi về bản thân mình, về hình ảnh của mình. Có thể thay đổi về mặt tài chính cho gia đình của mình. Có thể là mình giúp được người luôn nhờ những cái công việc đó cho mình. Nhờ cái danh hiệu đó cho mình cái công việc để mình làm việc và cho mình có thể có một cái vai trò nó khác hoàn toàn với một cái người mà suy nghĩ đến làm sao mà có tiền ăn một gói bánh. Từ ngày xưa mà tới thời điểm hiện tại mình có thể lại làm một cái việc nó hoàn toàn đi xa ngoài tưởng tượng của mình. Nếu mà nói chuyện hôm nay nó có thể là mình đang quay phim và mình flashback quay ngược lại về cái hành trình khi mình chưa có gì và đến ngày hôm nay. Ok, nó là một cái hành trình từ không có gì và đi đến là một người hùng. Thì chắc chắn mình coi phim mình cũng sẽ biết cái motif mà người hùng sợ quá. Nó là không biết cái dịch hero là gì. Dạ. Thì nó chỉ là một cái motif phim thôi. Thì bất kỳ một cái anh hùng nào đó trong phim đúng không? Khi mà họ không có gì và họ trên cái hành trình đó thì họ buộc phải có hai trạng thái. Một là trạng thái phải đánh đổi. Đánh đổi tức là mình sẽ chọn lựa mình bỏ cái gì ở lại, mất mát cái gì và họ giữ cái gì. Tại vì nếu mà họ mất hết thì họ đã không trở thành người hùng của mọi người. Thì Hen cảm thấy thế nào? Hen nếu để Hen phải suy nghĩ và phải nhớ về cái mình bỏ lại và cái mình giữ lại thì Hen sẽ chọn lựa cái gì? Trong cái hành trình 5 năm của em đúng không? Trong những cái hành trình đó của em. Em nghĩ là điều mà em bỏ lại đó chính là niềm vui của bản thân. Em sẽ không có quá nhiều thời gian để mà dành cho những cái thứ vui cho bản thân hoặc là khoảng thời gian mình tĩnh lặng lại cho bản thân mình để mình xem xét bản thân mình, mà suốt ngày mình sẽ chạy theo cái lịch làm việc của mình. Mình cứ chạy theo mỗi ngày mình có thể làm gì cho mọi người và cái làm việc đó của mình nó có thể tốt được hay không. Mình suốt ngày trong cái trạng thái là làm việc, suy nghĩ, làm việc, suy nghĩ. Không bao giờ mà mình nghĩ là mình sẽ đi chỗ này chơi. Không bao giờ mình sẽ nói là mình sẽ đi tới chỗ này để thưởng thức một món ăn nào đó với mình hoặc là với người bạn của mình hoặc là với gia đình của mình. Mà luôn luôn trong cái tâm trạng là mình sẽ có cái khoảng thời gian này rảnh này, mình sẽ tập luyện cái gì đó để làm cho mình tốt hơn. Mình sẽ có cái khoảng thời gian này nghỉ này, mình sẽ tham gia hoạt động gì đó, công tác xã hội gì đó. Mình luôn trong cái tâm thế như vậy trong cái hành trình và cái quá trình vừa rồi. Có thể là cái khoảng thời gian mà nhiều nhất mà em bỏ sót đó là khoảng thời gian cho gia đình, cho người bạn của em, mà em chỉ chú tâm vào công việc để mà làm thôi. Có thể là vì em quá trân trọng cái công việc được làm việc nên em luôn theo đuổi nó và đeo đuổi nó, không bao giờ mà suy nghĩ lại cho bản thân. Ví dụ như là một cái ngày em đi làm việc chẳng hạn, em đi sang Úc, em diễn. Nếu như qua ngày hôm sau á, mà em có một cái buổi làm việc thì em vẫn ưu tiên là em sẽ bay về. Mặc dù là em ở lại Úc trong khoảng chưa được 24 tiếng, có thể là mới 20 tiếng thôi. Tức là bay tới, hạ cánh, đi diễn và đi về, để hôm sau mình đi làm việc tiếp. Chưa bao giờ mở miệng ra là chị ơi cho em ở lại, tức là nói với quản lý của mình, chị ơi cho em ở lại Úc để em đi chơi, tham quan ở Úc đi. Chưa bao giờ mình mở miệng mà nói như vậy luôn. Suốt ngày trong cái tâm thế là ngày mai có job gì để em chạy về, mọi người xem xét, sắp xếp lịch làm sao cho em có thể là liên tục em có thể làm việc. Và đó là những cái gì mà em bỏ đi cho bản thân mình, đó là sống chậm lại, sống thưởng thức, hầu như là không có. Mà cái điều mà mình sẽ cố gắng mình bằng mọi giá mình phải giữ lại, dù là đó trong 5 năm hành trình đó thì mình biết mà cái nó đâu có êm ả đúng không, và nó rất là khó khăn, mình phải nỗ lực. Nhưng mà cái điều cốt lõi để mình giữ lại, mình nhất định phải giữ lại, mình không đánh mất, đó là gì? Tình yêu của mình với gia đình. Tại vì là tất cả mọi thứ em có thể có cơ hội đạt được,
Nhưng mà về tình yêu, về giá trị của chính bản thân mình thì mình không có thay đổi. Tức là bao nhiêu có thể là mình sẽ gặp rất là nhiều thử thách để mình có thể thay đổi một cách nhanh chóng trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình không có chọn. Mình chọn theo cái cách là đơn giản hơn, là chính mình. Hoặc là mình luôn nhớ về gia đình của mình, mình luôn nhớ ba mẹ dạy mình cái gì, để mình luôn bám theo những giá trị cốt lõi đó để mà mình có thể bám víu được. Dù có sống hay là dù có một cái gì đó hào nhoáng, dễ dàng mình có thể lấy được, nhưng mình không có chấp nhận nó. Nó cũng là chỗ dựa của mình mà, đúng không? Dạ đúng, nó là chỗ dựa, nó là cái gì đó rất là vững chắc cho mình. Nó cho mình cái năng lượng, cho mình cái niềm tin, cho mình cái sức mạnh và cho mình cái động lực. Hồi nãy Hen có nói là khi mà những cái mình phải bỏ lại là thời gian dành cho bản thân, yeah, cho gia đình và cho một cái người bạn, nó có phải là tình yêu? Có thể là tình yêu. Nghĩa là đó là một điều mình phải đánh mất đó hả? Em nghĩ là em đánh mất khi mà em nhìn lại một cái quá trình mà em cũng không có dành quá nhiều thời gian cho tình yêu á. Em nghĩ là nó là sẽ là cái khoảng thời gian là cái gì nó đến với nhau thì nó đến, và cái gì nó đi thì nó sẽ đi. Mình nghĩ là như thế, tức là mình không có bỏ nhiều thời gian cho người bạn của mình. Và mình nghĩ là cái thời gian đó nó không quá quan trọng để xây dựng một mối quan hệ. Mình nghĩ như thế, nhưng mà bây giờ khi mà mình nhìn lại á, mình nghĩ là phải cần cho nhau nhiều thời gian hơn từ hai phía thì mới có thể giữ tốt được cái mối quan hệ đó. Và rõ ràng trong cái thời gian qua của mình là mình không có đầu tư cho cái chuyện đó, tại vì mình nghĩ rằng là nếu mà là của nhau thì là của nhau thôi. Nên là mình không có nghĩ quá nhiều, nhưng mà khi mà nhìn lại thì nó không phải như vậy. Thì thật ra cái cái hành trình của Hen thì nó cũng không, mình nói mình có thể so sánh như một cái phim Mỹ mà giấc mơ Mỹ đấy, nhưng mà thật ra mình đâu được đọc kịch bản trước, đúng không? Không hề có một kịch bản, không biết ngày đúng mai rồi. Sẽ là gì. Trong phim các người hùng được đọc kịch bản và biết là tôi sẽ có ai đồng hành cùng tôi. Oh, yeah. Và trong quá trình tôi đi cứu mọi người, tôi truyền cảm hứng cho mọi người, thì tôi vẫn sẽ có thời gian để tôi yêu đương. Dạ. Và thậm chí người yêu của nhân vật đó, họ còn support, họ họ còn cảm thấy là vì cái chuyện mà cái người này bỏ quên bản thân thì họ sẽ yêu hơn nữa. Yeah. Nhưng mà ở ngoài đời thì không như vậy, đúng không? Đúng. Ở ngoài đời không phải như vậy. Và Hen có nghĩ là cái sự thành công của một người phụ nữ nó cũng gây cản trở cho cái chuyện yêu đương? Em nghĩ là có đó. Thứ nhất là mình đang sống ở một cái văn hóa của người Việt của chúng ta. Văn hóa theo cái cách là kiểu người phụ nữ là ở nhà, không phát triển cho sự nghiệp, lo cho gia đình, lo cho chồng con, để cho người chồng là người phát triển sự nghiệp. Nhưng mà khi một người phụ nữ nào mà quyết tâm và quyết liệt trong cái công việc của mình, theo đuổi ước mơ, theo đuổi cái hoài bão của mình, nếu không có một cái người đàn ông thấu hiểu bên cạnh sát cánh và cùng phát triển, thì hầu như quan sát của em nhẹ thì đều có những rạn nứt. Hầu như là em thấy như vậy. Đồng ý nha. Rất nhiều. Tức là với cái độ tuổi trước của em khoảng tầm 6-7 năm trước, là mình sẽ rất là ít nghe những cái câu chuyện rạn nứt từ những người bạn của mình chia sẻ. Tại thời điểm đó ai cũng lo đi làm không à. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình ở độ tuổi là 31-32, bắt đầu lắng nghe những cái câu chuyện của nhiều người phụ nữ khác, trong những người đó là những người bạn của mình và họ đã kết hôn. Và khi mà những người phụ nữ mà họ luôn luôn đau đáu trong cái chuyện là làm sao mà mình phát triển kinh tế của mình, thì hầu như đều gặp những người chồng lại không có chung được cái quan điểm phát triển sự nghiệp. Không phải là họ ích kỷ, em nghĩ là như thế, nhưng mà đôi khi là khi mà một người phụ nữ quá giỏi, người đàn ông cũng có những cái áp lực. Cái này là mình không biết là người đàn ông đang suy nghĩ gì, mình đoán vậy thôi. Mình cũng chưa bao giờ mà tâm, hầu như nhá, em chưa bao giờ tâm sự với người đàn ông trong cái mối quan hệ rạn nứt đó. Hầu như là em toàn nghe từ các chị không à. Nên là mình cảm thấy rất nhiều cái sự thương cảm dành cho người phụ nữ đó. Em có nghĩ một trong những cái điều mà làm cho tình cảm mà nó dễ bị rạn nứt, nó ngoài cái chuyện mình là một người phụ nữ thành công, thì là mình là một người phụ nữ không có bí mật? Em nghĩ là có đó.
cả công việc hay là cả lĩnh vực mà mình đang làm cần có điều đó. Trước khi em trở nên nổi tiếng như bây giờ thì có người cũng nói với em bỏ nhỏ cái từ đó, là những người nghệ sĩ hoặc là người trong giới phải có bí mật một chút để cho những người yêu mến mình họ luôn luôn có một cái sự tò mò muốn biết về mình. Cái gì mình cũng show up ra hết thì nó không còn thú vị nữa. Trong mối quan hệ nam nữ chắc cũng như vậy. Khi một người đàn ông quá hiểu, quá biết về bản thân cô ấy như thế nào, gia đình ra làm sao, có những cái gì, giống như là mọi người đã nắm thóp trên tay tất cả mọi thứ về cô đó rồi, chắc là họ cũng không có cảm giác là thú vị nữa. Nếu một người đàn ông đó là đàn ông thích chinh phục. Còn nếu mà người đàn ông đó quá yêu thương và muốn đồng hành thì nó lại câu chuyện khác, mình không nói. Nhưng mà nếu một người đàn ông cứ thích chinh phục thì những người phụ nữ mà giữ lại một chút bí mật cho mình nó sẽ quyến rũ hơn và làm cho người khác tò mò hơn. Thế tại sao em không nghe lời mọi người nói và giữ bí mật cho mình mà cái gì em cũng show ra? Em nghĩ là đó cũng là điều mà đã xảy ra nên em cũng không giữ được mối quan hệ của mình cũng thất bại. Nhưng mà sau thất bại mình mới hiểu được vấn đề, chứ không phải là cái lúc mà chuyện đó đang bình thường mình chưa có hiểu đâu, chưa có tỉnh đâu, vậy chưa có ngộ ra cái gì đâu. Tiếp tục chưa đọc được kịch bản cuộc đời. Dạ. Vậy em nghĩ bây giờ cái vũ khí, em nghĩ cái vũ khí mà em giữ cho mình là gì? Không chỉ những chuyện đối với lại người hâm mộ hay là truyền thông hay là đối với, mà nó còn đối với lại những mối quan hệ bạn bè, tình yêu, gia đình, thậm chí với cá nhân em. Dạ. Cái khía cạnh kia là em nói vậy thôi. Nhưng mà em nghĩ là nếu một cái người chân thành thì sẽ thích người chân thành. Thì cái em giữ cho em là sự chân thành. Cả về cái cách mà em với những người yêu mến em cũng vậy. Em nghĩ là tới thời điểm hiện tại mọi người vẫn dành cho em những sự yêu quý, đó là sự chân thành và thoải mái của em. Tức là mọi người gặp em không phải dè chừng điều gì cả. Còn từ phía người đàn ông có thể là em nghĩ như thế, hoặc là nói với chị cái câu đó là như vậy. Nhưng mà em nghĩ là em vẫn cần một người đàn ông chân thành. Mình sao là mình sẽ tìm một người phù hợp, dạ, chấp nhận mình rồi. Ở trạng thái của mình đúng không? Dạ, em nghĩ là cái màu sắc của cái sự phát triển cho cái chuyện tình cảm á, nó không chỉ liên quan đến một cái gì đó làm cho kiểu giấu giếm cho người đàn ông có tò mò, nhưng mà cái sự chân thành từ hai người nó sẽ hòa hợp hơn, giúp cho hai người hiểu nhau hơn, làm một hơn. Quay trở lại một chút xíu với lại cái câu chuyện về cái bộ phim cuộc đời mình đi ha. Dạ. Tại vì nó đang rất là, chị cảm thấy là mọi thứ nó đều liên quan với nhau như vậy. Thì ok, từ không có gì và có rất nhiều và trở thành nguồn cảm hứng cho rất là nhiều người phụ nữ. Cũng đã nói về chuyện từ bỏ cái gì và giữ lại cái gì rồi, thậm chí sự chân thành đó và những cái sự mệt mỏi khi mà mình không được dành thời gian cho bản thân mình, mà bỏ qua hết những cái đó thì sau cái đó là cái gì? Vì mình coi phim ấy, mình cứ thấy là người ta coi đến một cái người hùng đi cứu thế giới, tới đó là hết đúng không? Yeah. Và mọi người vỗ tay, người ta không quay sau đó là gì hết. Rồi sau khi Hen đứng ở đó cho những người phụ nữ ngưỡng mộ và vỗ tay, và bây giờ đằng sau đó là cái gì? Đằng sau tiếp đó là một cái hành trình nỗ lực tiếp của mình. Có thể là sau những cái tràng, mình tưởng tượng nha, sau cái tràng phó tay đó của mình ở trên sân khấu đi, có thể là mình cúi đầu xuống mình chào, nhưng mà trong cái suy nghĩ mình cúi đầu chào đó, mình lại tiếp tục lên một cái kế hoạch khác để mình hoàn thiện bản thân mình, để thêm một cái level mới, nó sẽ là tốt hơn. Có thể là trong cái buổi talk show đó của mình mọi người thích rồi, mọi người vỗ tay rồi, nhưng mà trong suy nghĩ của mình phải làm tốt hơn nếu mà mình xuất hiện trong lần sau, và mình sẽ thay đổi cái gì đó cho bản thân mình để mà mình tốt hơn, chứ mình không có giữ ở cái mức đó. Hen có sợ không ai nhắc tới mình nữa không? Em nghĩ đó là điều bình thường nếu mà mình không biết cố gắng. Tức là có nỗi sợ đó đúng không? Dạ có. Bây giờ mình có thể viết một cái kịch bản phim đây nè. Trong... dạ. là khi mà mọi người đã, nhiều người phụ nữ đã ngưỡng mộ mình rồi và mình phải nỗ lực hơn. Nhưng mà mình phải tìm ra được ở bản thân mình một cái tài năng gì chứ? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là tài năng đôi khi nó không có. Không phải là ai cũng gặp được cái may mắn là tài năng gì cũng có đâu. Nhưng mà sẽ có những cái giai đoạn mà mình sẽ phải trùng xuống để mà mình hoàn thiện bản thân mình.
để hỗ trợ cho cái tài, để học tập, để hỗ trợ cho cái tài năng của mình đó nó được phát triển, nó được tốt, tự tin để chia sẻ ra ngoài cho tất cả mọi người. Nó cũng cần thời gian. Hỏi là cho vui thôi chứ thật ra Ngân Vy biết một cái câu của một nhà văn mình rất là thích là Oscar Wilde. Ông có nói một cái câu này: nhan sắc là một tài năng mà không cần giải thích. Đúng không? Bây giờ mình mà có tài năng hát, mình phải đứng hát cho mọi người nghe, mình thì mọi người nghe xong mọi người biết là đây có tài năng. Đóng phim cũng vậy. Còn đẹp đó là chỉ cần đứng đó thôi, không cần chứng minh nhưng gì cả. Nhưng mà em lại đáp lại chị một câu nha. Không biết chị có biết câu duyên là giả dối mà sắc là hư không không? Bây giờ mới biết. Đúng, mọi người có thể nói là sắc đẹp đã là một tài năng rồi, nhưng mà chưa bao giờ mà em nghĩ là em đẹp. Đó là lý do mà em luôn trong cái tâm thế là phấn đấu, và em luôn cho mình cái câu là sắc là hư không. Nếu em nghĩ là em không đẹp thì tại sao em được hoa hậu? Em không biết nữa. Nhưng mà em vẫn nghĩ là em không đẹp đâu. Tức là chị nhìn mặt em đi, căn bản là mũi em đâu có thẳng. Chị nhìn em đi, da em căn bản đâu có đẹp. Và tất cả những cái chuẩn mà về đẹp của hoa hậu mà mọi người mong muốn có được, đó là một cái mũi thẳng, một cái răng đều tăm tắp. Chị thấy răng khỉnh của em không? Da em cũng không phải là da đẹp trắng trẻo, hay là một cái gương mặt mà mang đến cho mọi người nhìn phát là thích. Có thể là em là một người mà sẽ như ly cà phê đen đó, lúc đầu là rất là khó uống, nhưng mà uống rồi mọi người sẽ bị ghiền. Ồ, cái này em tự tin quá không vậy? Chị không có đồng tình với cái chuyện em nói là em không có đẹp, tại vì đối với chị là nó không theo tiêu chuẩn. Đúng. Em thích câu này hơn. Chị không có tin vào cái tiêu chuẩn của đám đông, nhưng mà chị có thể nói lại, trả lời giùm em cái câu tại sao em được là hoa hậu của mọi người đi ha. Thì về chủ quan mà nói thì chị nghĩ em là người có câu chuyện. Ở một cái thời đại mà mọi người đang rất là cần những câu chuyện để truyền cảm hứng, cho nên tại sao hôm nay nói chuyện với em thì chị lại muốn link tới, muốn kết nối tới cái câu chuyện về một cái phim về giấc mơ Mỹ, tại vì nó cũng là một câu chuyện. Nhưng mà cái mình quan tâm hơn đó là liệu em có thể viết tiếp câu chuyện đó hay không. Tại vì xong rồi, 5 năm trôi qua, cái gì, những cái cảm hứng mà em dành cho phụ nữ thì mọi người cũng nhận được rồi, và mình phải viết tiếp câu chuyện đó như thế nào. Dạ đúng rồi. Nó mới là một cái cần mình cần nói ở đây, đúng không? Dạ đúng rồi. Và em đã bắt đầu viết những cái dòng đầu tiên cho câu chuyện của mình sau cái thời kỳ 5 năm đó chưa? Dạ có. Đúng như chị nói là, và đúng như cái kể của em thôi, em là một người rất là mê và yêu công việc của mình. Và làm cái gì em cũng suy nghĩ. Tức là mình không phải là một người toan tính, nhưng mà mình là một người tính toán khá là kỹ cho cái hành trình của mình. Tại vì mình nghĩ rằng là chỉ có mình mới giúp được mình thôi. Nếu mình càng không kỹ và để cho mọi thứ thả lỏng thì mình đã không có ngày hôm nay. Phải công bằng mà nói là như vậy. Trong cái hành trình đó có may mắn, nhưng mà có cái sự cố gắng rất là nhiều của mình. Và trong cái hành trình đó mình biết mình có thiếu sót, và nghĩ rằng là nếu mà cái thiếu sót đó mình dần dần thay đổi theo từng ngày, thay đổi theo từng ngày, thì trong một cái hành trình khác mình sẽ là một cái con người khác. Và em cũng có những cái kế hoạch cho bản thân mình trong những năm tới, có thể là một cái kế hoạch dài hạn 10 năm, một cái kế hoạch dài hạn 5 năm. Người ta đại hội có 5 năm một lần thôi à? Một kế hoạch dài hạn hơn là 3 năm chẳng hạn, em chắc chắn có. Nhưng mà nếu mà chị nói là chị quan sát thấy Hen đang loay hoay thì Hen nghĩ thế nào? Tại vì nhá, chị làm trong ngành phim á, chị cũng nghe một số đạo diễn nói là Hen có đi casting phim và bị rớt vai. Rồi không biết những cái bộ môn nghệ thuật khác như thế nào. Dạ không, khi mà mình đang cảm giác là mình yêu cái công việc đó mà mình chưa có bỏ sự nghiêm túc thì chắc chắn nó không phải là cái nó hấp thụ với mình. Em đi cast mấy phim đó, ai mời em đi cast hết á, ai gặp gì đó hay nói em qua đây em cast đi. Mình cũng lúc đầu không phải là mình nói là mình rất là thích phim này mình tới mình cast đâu. Em nói ủa sao anh chị lại mời em cast vậy, cái phim này em đâu có đóng được đâu, em là người thế này thế kia. Em nói là không có hợp, thì nhưng mà anh chị bảo là thôi em cứ thử đi, thì mình thử.
không giữ giá lại luôn. Thì trong cái suy nghĩ đó của mình là mình nghĩ là mình sẽ thử cho anh chị hài lòng, là mình có thử là anh mình là làm hoàn thành được cái nhiệm vụ mà mong muốn của anh chị. Nhưng mà sau trong cái tâm huyết của mình chưa có cái sự đầu tư, chưa có sự chỉnh chu và có một cái kế hoạch rõ ràng. Ví dụ như khi mà em được mời với cái vai diễn đó, em có thể bỏ ra một tuần để đọc kỹ kịch bản, thậm chí là đọc thuộc kịch bản để em tới em cast đúng cái vai đó. Nhưng mà tâm thế em nó lại khác. Khoảng thời gian đó là cứ đi làm, tới lúc đi gặp đạo diễn buổi sáng cầm cái tờ kịch bản rồi đọc sơ, lại tới dạ em chào anh xong rồi cast đi. Thì chị nghĩ làm sao mà em đậu vai được. Bây giờ em đã, và đó cũng là một cái sự hời hợt của em với cái công việc đó, nó chưa có phải là cái mục tiêu chính. Và bây giờ chị muốn quay trở lại với cái chuyện mà rốt cuộc là em muốn gì cho tương lai. Tại vì thấy em loay hoay quá, phim em cũng đi cast, rồi em cũng mới nói là sắp sửa tham gia chương trình truyền hình thực tế. Em chị muốn nghe một cái gì nó liên quan đến hai chữ sự nghiệp hơn. Có vẻ như là mọi người sẽ rất là thắc mắc là mình làm việc như thế nào. Đúng rồi. Đúng là trước kia là từ cái hành trình mà mình trở thành hoa hậu tới thời điểm hiện tại á, là mình chưa có một cái gọi là nghề nào mà mình gọi là mang tên là đỉnh cao cả. Dạ. Yeah. Đúng chính xác chị? Là chị muốn nói về chữ nghề đó. Chẳng lẽ ví dụ mình đúng nói rồi. Nghề của tôi là nghề hoa hậu. Ví dụ như là em là người mẫu đi, em đi diễn, thì đi diễn nó là cái gì đó trong máu và cái đam mê của em, và rõ ràng em cảm nhận là em làm tốt cái vai trò đó. Còn với diễn viên, với một cái lĩnh vực khác liên quan đến nghệ thuật, hay là thậm chí bây giờ là em đang làm host đi, em thật sự là chưa có nhiều thời gian dành cho cái việc đó. Ví dụ như muốn làm tốt cái đó thì mình đầu tiên là nó phải có đam mê, cái thứ hai là mình phải thật sự nhiệt huyết và bỏ cái công sức để mà mình làm cho cái việc đó nó tốt. Cái bây giờ của em á, là sau cái hành trình 5 năm trong cái quá trình mà em làm xã hội nhiều quá, làm rất là nhiều luôn, và em cảm thấy là công việc xã hội sẽ là một cái gì đó mà em rất là thích. Nếu mà sau này em nghĩ á, em không có chồng á, là cái mong muốn của em á, là sẽ đi cống hiến, em sẽ tham gia các dự án xã hội. Mỗi ngày của em cũng chả cần gì nhiều cả, em chỉ được tiếp xúc với các bé, có thể làm những cái dự án mà mình muốn thôi. Chưa bao giờ mà suy nghĩ là 5 năm tới hay 10 năm tới mình sẽ là diễn viên A, diễn viên B, hoặc là một cái lĩnh vực khác mình liên quan đến nghệ thuật của mình. Mình chưa có một cái kế hoạch mà nó cụ thể, rõ ràng mà nó nhất quán. Vậy là bây giờ nghĩa là viết tiếp cái câu chuyện mà From Zero to Hero đó. Yeah. Nghĩa là sau khi mà đã được cứu nhân loại rồi đó, truyền cảm hứng rồi đó, thì bây giờ em vẫn tiếp tục viết tiếp những cái trang sau của mình, là chuyện đi truyền cảm hứng tiếp và đi làm việc thiện nguyện. Có rất là nhiều cách để mà mình làm việc. Không nhất thiết là mình chọn một cái lĩnh vực nào đó cho bùng nổ, hoặc là một cái lĩnh vực nào đó để mọi người tập trung và biết đến mình. Với lĩnh vực mà có thể là với diễn viên hay ca sĩ là những cái công việc mà mọi người có thể tập trung và dành cho mình cái sự quan sát rất là nhiều. Nhưng mà nó phải tùy theo một cái nữa, đó là cái duyên của mình. Giống như đó, nếu mà em có đủ duyên nhiều thì em đã đầu tư và cái công sức của em cho cái việc đi cast đó nó phải nhiều hơn rồi. Nhưng mà duyên chưa đủ với cái vai trò đó, thành ra là vẫn còn khá là hời hợt khi mà nhận lời cast của các đạo diễn. Bởi vì mình nghĩ là mình tới thời điểm hiện tại với cái vai trò đó nó chưa phù hợp với mình. Mình đang có cái sự theo đuổi khác, và cái sự theo đuổi khác đó của mình nó vẫn đang tốt, và nó đang trong quá trình cái kế hoạch trong cái cuộc đời của mình luôn. Và mình thấy nó là phù hợp và mình cảm thấy là nó thích. Chứ không phải là, tại vì là có thể là đối với nhiều người nó sẽ có một cái lĩnh vực rõ ràng, nhưng mà với mình nó có nhiều cái thu hút mình quá. Sẽ có giai đoạn mình được thu hút bởi cái lĩnh vực này, có thể là kinh doanh cũng là một cái lĩnh vực mà trong nghề nghiệp của mọi người muốn chọn. Nó cũng là cái công việc, chứ không nhất thiết là cái làm cái nào mình cũng có thể bùng nổ được. Tại vì mỗi người đâu phải là cái gì cũng có thể thành công được đâu. Nó phải tùy theo cái nhiệt huyết, cái đam mê, sự đầu tư của người đó nó có nghiêm túc được hay không. Giống như việc mà em làm người mẫu hay hoa hậu, em đầu tư kinh khủng khiếp, giống như ăn ở ngủ nghỉ, suy nghĩ, và khi nào cũng là nó nằm trong máu của mình rồi á. Đi ra một cái là mình đi luôn. Còn mấy cái kia, ôi thật sự là mình đang bị cuốn theo một cái vai trò khác.
cái thời điểm mà em đang bị cuốn theo cái vai trò khác với một cái sự đầu tư không được nghiêm túc cho lắm như vậy á, có phải là em đang loay hoay không? Dạ không phải là loay hoay, trời ơi, em bận muốn chết luôn. Ok. Em nghĩ là một cái người mà suốt ngày đi kiểu chạy sâu làm việc và nuôi bao nhiêu nhân sự rồi gia đình của mình rồi dự án cộng đồng của mình, nó không thể gọi là một cái từ là loay hoay được. Tại vì á, cái từ đúng hơn á, nó sẽ là chưa có nghiêm túc và nó chưa phải là cái định hướng mà mình muốn. Ừ. Vậy bây giờ nói về em như là một cái người có một cái câu chuyện đó. Dạ. Yeah. Thì nói về câu chuyện nãy giờ rồi, nói về kịch bản rồi, cao trào sao rồi, xuống êm đềm như thế nào rồi. Yeah. Bây giờ mình phải nói về nhân vật đúng không? Nói cái character. Và em là nhân vật chính ở trong câu chuyện của em. Đợi nếu cho em là ai? Là cuộc đời đó em. Hay dạ. Cuộc đời cho nên đâu mình đâu biết trước được kịch bản, nhưng mà nếu mà để nói ba cái tính từ thôi về cái character là Hên em thì em sẽ chọn ba tính từ gì? Em nghĩ là ba cái từ của em đó là, từ đầu đó là nỗ lực, cái từ tiếp theo là yêu thương, và cái cuối cùng là chân thành. Nỗ lực, yêu thương và chân thành. Nhất định là không có nhận mình đẹp đúng không? Em đã nói rồi. Em chưa bao giờ có cái suy nghĩ trong đầu của mình là mình đẹp. Đó là lý do mà mình biết mình phải cố gắng đó. Nỗ lực, yêu thương và chân thành. Dạ. Với ba từ này thì là một người như em nói là chỉ muốn ăn một gói bánh mà mình còn phải suy nghĩ đó. Dạ. Cho đến hành trình trở thành một cái người phụ nữ truyền cảm hứng cho rất là nhiều người phụ nữ Việt Nam khác. Dạ. Chỉ cần ba từ: nỗ lực, yêu thương và chân thành. Dạ. Em sẽ không thay đổi. Dạ, em nghĩ là từ cái quá trình ban đầu của mình đó là sự nỗ lực. Và mình xích lại tất cả những cái mối quan hệ hay là cái cách sống của mình để không thay đổi. Đó là nhờ tình yêu thương. Và cái mà em sống với tất cả mọi người để mọi người sống với em và thoải mái bộc lộ con người của họ để em không bị chơi xấu, đó là sự chân thành. Cảm ơn Hen đã đến với cái cuộc nói chuyện này và mở ra cho chị rất là nhiều điều thú vị về một người phụ nữ mà vẫn tò mò mấy lâu nay. Cảm ơn chị đã dành thời gian để ngồi lắng nghe em và đặt những câu hỏi rất là thú vị. Từ những câu hỏi có thể là mở ra nhiều cái trang mới, kế hoạch mới. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe những chia sẻ của Hen. Cảm ơn quý độc giả của Tạp chí Đẹp đã theo dõi podcast. Hẹn gặp lại.